Xin chào tất cả mọi người, là Lạc đây. Thì sau video đầu tiên mà mình đã cho lên sóng, có khá nhiều bạn PM riêng cho Đạt và hỏi là cái quy trình chi tiết để xin visa 462 là như thế nào. Bởi vì ở video trước mình chỉ mới chia sẻ sơ bộ về những cái điều kiện cơ bản thôi. Thì để trả lời câu hỏi cho tất cả các bạn thì hôm nay mình sẽ ra video này hướng dẫn chi tiết hơn về những điều kiện cần và đủ để xin được visa 462. Điều đầu tiên chính là hộ chiếu. Để chứng minh được với bộ di trú Úc bạn là công dân Việt Nam thì bạn bắt buộc phải có hộ chiếu Việt Nam. Cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đối với những bạn nào mà chưa làm hộ chiếu thì nó chỉ khoảng 200.000 và thời gian làm khoảng 2 tuần, cho nên là các bạn tranh thủ làm trước đi. Và đối với những bạn mà hộ chiếu còn ngắn hạn đó, tức là còn khoảng 1 năm tới gần 6 tháng á, thì mình nên là mình chủ động mình đi renew cái hộ chiếu của mình luôn. Bởi vì trong trường hợp mà các bạn apply visa 462 khi mà hộ chiếu của bạn gần hết hạn và cái thời gian xét duyệt visa nó hơi lâu á, thì mình sẽ bị gần hết hạn và trước hạn 6 tháng. Và cái điều này thì chính phủ không cho, cho nên là mình sẽ phải làm lại hộ chiếu và mình sẽ phải cập nhật cái số hộ chiếu mới lên trên hệ thống. Và điều này là lại có thể làm cho thời gian nó kéo dài ra thêm. Cho nên là mình tranh thủ mình đi renew hộ chiếu trước. Cũng như là những bạn nào mà có hộ chiếu mà nó bị hơi bị nhòe, bị ướt hay là bị ảnh hưởng tới những cái thông số quan trọng á, thì mình cũng làm lại luôn. Và có một cái tips này mình gặp phải trong quá trình mà mình làm visa cho bản thân mình luôn. Đó là hồi trước mình làm hộ chiếu bằng số chứng minh nhân dân cũ, nhưng mà sau này thì mình đổi lại thành số căn cước công dân. Và hai cái số này nó không có giống nhau, nó khác nhau. Trên hộ chiếu vẫn là số chứng minh nhân dân. Thì lúc này á, ban đầu mình cứ tưởng là mình sẽ phải làm lại hộ chiếu khác, nhưng mà không. Cách đơn giản nhất là bạn hãy đi ra cái công an địa phương nơi mà cấp cái số chứng minh nhân dân và cái số căn cước công dân cho bạn đó. Xin người ta một cái tờ giấy chứng nhận số căn cước công dân này trước đây từng là số chứng minh nhân dân. Và mình cầm theo tờ giấy đó có dấu mộc của công an và mình đi thông dịch lại là mình sẽ ok. Yêu cầu thứ hai chính là độ tuổi. Đối với các ứng viên đến từ Việt Nam thì chúng ta sẽ phải có độ tuổi là sau sinh nhật năm 18 và trước sinh nhật năm 31 tuổi. Lý do tại sao mình lại nói là đối với các ứng viên Việt Nam là bởi vì cái độ tuổi này nó sẽ khác nhau đối với các ứng viên đến từ các nước khác nhau. Ví dụ như các bạn như là người Pháp hay là người Canada, người ta sẽ được tới năm 35 tuổi lận, và các nước khác sẽ có những cái độ tuổi khác. Nói chung nó cũng gần tương tự nhưng mà nó hơi khác chút xíu. Và mình xin nhấn mạnh cái khoảng các bạn mà có khoảng tuổi từ 30 đến 31 á, các bạn thường sẽ hay có cái câu hỏi, thường sẽ hay có cái băn khoăn này là cái độ tuổi sẽ tính như thế nào. Sẽ tính từ khi mà mình bắt đầu nộp hồ sơ hay là sẽ tính khi mà chính quyền, chính phủ Úc người ta bắt đầu người ta xét duyệt hồ sơ cho mình. Thì Đạt xin khẳng định luôn là cái độ tuổi mà người ta gọi là cắt bực, người ta tính là từ khi bạn nộp hồ sơ. Cho một ví dụ nha, nếu như mà bạn nộp hồ sơ lúc bạn đang 30 tuổi nhưng mà 3 tháng sau chính phủ Úc mới duyệt hồ sơ, mới bắt đầu xét hồ sơ cho bạn, thì lúc này bạn đã là 31 tuổi rồi. Nhưng mà họ duyệt thì họ sẽ vẫn duyệt, bởi vì họ tính từ khi bạn bắt đầu nộp hồ sơ chứ không phải là tính từ khi họ bắt đầu làm việc trên cái hồ sơ của bạn. Cho nên là các bạn vẫn sẽ có thể có cơ hội nộp như bình thường. Điều kiện thứ ba, đối với các bạn mà apply visa working holidays hoặc là work and holiday visa lần đầu tiên. Đã nói là lần đầu tiên thì có nghĩa là các bạn sẽ không được quyền đã từng có 462 hoặc là 417. Ủa, 462 mình biết rồi, còn 417 là gì? 417 chính là visa working holidays. Còn 462 tên gọi đúng của nó là Work and Holiday Visa. Hai cái tên gọi này nó gần giống nhau và thực sự là tính chất hai loại visa này nó cũng giống nhau luôn, nó khá giống nhau, nhưng chỉ khác một chút xíu về nhóm nước và một số điều kiện nhỏ nhỏ thôi. Thì Đạt xin giới thiệu luôn về cái 417 để cho mọi người có kiến thức về nó luôn, để sau này mình đỡ bị lộn. Tại vì sau này các bạn mà có đi và có đọc những cái thông tin trên trang web chính phủ Úc á, thì nó sẽ nói về hai loại visa này chung với nhau, thành ra là mình nên làm rõ. 417 là Working Holiday Visa, 462 là Work and Holiday Visa. 462 dành cho một nhóm nước nhất định và 417 dành cho một nhóm nước khác. Hai nhóm nước này không trùng với nhau nha. Tức là nhóm nước mà có 462, những nước có 462 người ta sẽ không được quyền có 417. Và ngược lại, ai có 417 rồi không được quyền có 462. Ví dụ như là Việt Nam đi thì có 462 nè, Trung Quốc có 462, Mỹ có 462, Tây Ban Nha có 462 và rất là nhiều nước khác cũng có 462. Còn 417 thì đa số là các quốc gia châu Âu như là Đức, Pháp, Anh 417 nè, Canada cũng 417 và nhiều nước. Nói chung là nhóm A và nhóm B. Thì nếu mà đã chia rạch rồi nhóm A và nhóm B rồi
thì tại sao lại còn phải có cái điều kiện này? Điều kiện là bạn sẽ không được quyền từng có 417 hoặc 462 để apply tiếp cái visa còn lại. Nó tuy là một điều kiện hiếm nhưng mà nó đã từng có xảy ra rồi nha. Cho nên là lý do tại sao mà người ta phải đưa ra điều kiện này, đó chính là đối với những cái bạn mà có song tịch, hai quốc tịch. Ví dụ cho dễ hiểu, ví dụ như một bạn người Việt Nam, bạn có quốc tịch Việt Nam nhưng bạn cũng có quốc tịch Đức. Đó, Đức là 417, Việt Nam là 462. Ví dụ như trước đây nha, 2 năm trước bạn từng đi 417 rồi và sau đó bạn về Đức, bạn không có gia hạn năm 2, năm 3 gì hết, bạn đi 417 xong bạn về luôn. Rồi bây giờ bạn lại muốn đi nữa thì bạn lại muốn apply 462, tại vì bạn cũng là người Việt Nam, bạn cũng có passport Việt Nam. Lúc này thì không được, không được. Một khi bạn đã đi 417 rồi, bạn sẽ không được quyền apply qua 462. Hoặc một khi bạn đã đi 462 rồi, bạn sẽ mất cái quyền apply 417. Đó, cái điều kiện này là để chia đều cơ hội cho tất cả những cái ứng viên mà muốn trải nghiệm ở nước Úc. Ok, bởi vì hàm lượng thông tin hơi nhiều, thành ra là Đạt quyết định sẽ chia nhỏ video này ra. Ở tập tiếp theo, Đạt sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn là những cái điều kiện về trình độ học vấn, về trình độ tiếng Anh, bằng cấp tiếng Anh, rồi cũng như là sức khỏe và chứng minh tài chính. Yeah. Nói chung là những cái cách, những cái cách thức, những cái kỹ năng hay là mẹo gì đó để mà mình có thể giành được cái vé 462 này. Các bạn nhớ đón xem tập sau nha. Like and subscribe.